Những khoảnh khắc tình bể tình của các cầu thủ U23 Việt Nam bên người yêu. Không khó để bắt gặp những hình ảnh cực kỳ tình tứ của các cầu thủ U23 với người yêu của mình được chia sẻ trên trang cá nhân. Không chỉ đá bóng hay, các chàng trai U23 của chúng ta còn là những bạn trai cực chu đáo và tình cảm. Loạt ảnh mùi mẫn của dàn cầu thủ cùng bạn gái dưới đây sẽ khiến bạn vừa ngưỡng mộ lại thầm ghen tị với những cô gái xinh đẹp này. Tiền vệ Đỗ Duy Mạnh mới công khai hẹn hò với cô bạn gái Quỳnh Anh. Sau 1,5 năm yêu nhau, Quỳnh Anh là em vợ tiền vệ Văn Quyến, con gái thứ hai của ông Nguyễn Giang Đông, chủ tịch câu lạc bộ Sài Gòn FC. Không chỉ sở hữu ngoại hình ưa nhìn, Quỳnh Anh còn là một trong những sinh viên năm cuối xuất sắc khoa luật quốc tế, Học viện Ngoại giao. Vào dịp giao thừa, Duy Mạnh và Quỳnh Anh đã cùng lên phố để đón thời khắc chuyển giao năm mới. Trong ngày Valentine vừa qua, Duy Mạnh đã tự tay chuẩn bị bóng bay, hoa và quà để gửi đến cô bạn gái của mình. Chàng hậu vệ với dáng đứng ăn mừng bá đạo Vũ Văn Thanh hẹn hò với bạn gái Phùng Bảo Trân, 22 tuổi, sống tại thành phố Pleiku, được 2 năm. Hiện tại cô nàng đang làm kinh doanh ở Pleiku. Văn Thanh là chàng trai lãng mạn ấm áp. Khi liên tục thể hiện tình cảm với Bảo Trân trên trang cá nhân của mình, anh viết: "Cảm ơn em ở cạnh anh qua những tháng thăng trầm. Món quà nhỏ nhưng chân thành, mong em sẽ luôn hạnh phúc bên anh nhân dịp kỷ niệm ngày Valentine." Tiền vệ Nguyễn Quang Hải đang có mối tình đẹp với bạn gái Nhật Lệ, 21 tuổi đến từ Quảng Nam. Chuyện tình của Quang Hải và Nhật Lệ rất nổi tiếng trong giới bóng đá vì Nhật Lệ thường xuyên đến cổ vũ Quang Hải trong các trận đấu. Hai người công khai mối quan hệ từ năm 2016 và đó cũng là thời điểm Quang Hải giành được nhiều sự chú ý của các huấn luyện viên để được chọn thi đấu trong đội hình quốc gia. Cát Phượng Hoàng Sơn hốt hoảng vì đồng nghiệp đột quỵ cấp cứu ngay tối mùng 6 Tết. Đột quỵ ngay sau khi đi diễn về, tình trạng sức khỏe của diễn viên hài Lê Nam khiến nhiều khán giả và đồng nghiệp lo lắng. Tối mùng 6 Tết, nhiều nghệ sĩ và khán giả hâm mộ lo lắng trước thông tin diễn viên Lê Nam nhập viện cấp cứu vì bị đột quỵ. Theo đó, thành viên kỳ cựu của nhóm hài Đom Đóm bị đau đầu lúc đang ăn tối cùng hai người bạn sau khi đi diễn về. Được đưa đi cấp cứu, nam diễn viên may mắn qua khỏi nhưng vẫn phải lưu lại bệnh viện để được theo dõi sức khỏe. Trên trang cá nhân, diễn viên Cát Phượng chia sẻ thông tin về tình trạng của nam đồng nghiệp cùng nhiều lời tâm sự về việc sinh hoạt thất thường dễ làm nghệ sĩ bị đột quỵ COVID. Nghệ sĩ 80% là bị đột quỵ, ăn uống thì không đều và đúng bữa, ngủ không đủ giấc. Đi làm về đến nhà rất khuya mà sáng lại phải dậy thật sớm để đi tiếp. Nữ diễn viên ngày mai may cưới cũng mong cho Lê Nam tai qua nạn khỏi bởi hai con của anh còn nhỏ tuổi. Nghệ sĩ hài Hoàng Sơn cũng lo lắng và liên tục cập nhật về tình hình sức khỏe của người bạn thân thiết. Trên trang cá nhân, đạo diễn Trần Bùm cho biết Lê Nam đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi sức khỏe. Anh cũng gửi lời kêu gọi các nghệ sĩ hỗ trợ đồng nghiệp trong hoàn cảnh khó khăn bởi chi phí điều trị khá cao. Diễn viên hài Hoàng Sơn khá lo lắng cho đồng nghiệp. Đạo diễn Trần Bùm thì kêu gọi các nghệ sĩ giúp đỡ Lê Nam. Lê Nam là cây hài được yêu thích tại sân khấu kịch Hồng Vân. Vào nghề từ năm 13 tuổi, anh gây ấn tượng với khán giả bởi lối diễn xuất tự nhiên và những câu thoại đời thường, nhưng thâm thúy, cùng với bạn diễn ăn ý là Minh Trọng. Lê Nam từng dẫn dắt nhóm hài Đom Đóm tham gia chương trình Làng Hài Mở Hội 2016. Trương Quỳnh Anh và Tim né tránh chung đôi, dù cùng đưa con đi xem phim. Nghi vấn Trương Quỳnh Anh và Tim né tránh chụp ảnh chung, dù cùng đưa con đi xem phim sau loạt ảnh mới chia sẻ của cặp đôi nổi tiếng. Thời gian vừa qua, thông tin hợp tan hôn nhân của Trương Quỳnh Anh và Tim đang là chủ đề nóng được quan tâm của làng giải trí. Mặc cho những lời bàn ra tán vào, cặp vợ chồng nổi tiếng chọn cách im lặng và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Bên cạnh những phút giây trên sân khấu, ngôi sao vitamin tình yêu và giọng ca Một Vòng Trái Đất thường xuyên giao lưu với mọi người trên ngôi nhà của mình. Mới đây, Tim và Trương Quỳnh Anh cùng chia sẻ niềm hạnh phúc bên con trai ngày đầu năm, đăng tải khoảnh khắc môi chạm môi cùng con trai. Nữ ca sĩ Thiên Đường Tình Yêu bảo, những điều xinh đẹp nhất trên thế giới này đều không thể nhìn thấy và thậm chí cũng không sờ thấy được, chúng chỉ có thể được cảm nhận bằng trái tim.
Cùng thời điểm, nam ca sĩ Món Quà Vô Giá, bố của con trai cô, cũng bày tỏ tình yêu với quý tử của mình, tiết lộ lịch trình đi diễn tỉnh, tim tâm sự. Đêm hát Kiên Giang, đáng lẽ ngủ lại để hôm sau hát Đồng Tháp, nhưng không hiểu sao nhớ anh ấy quá, hát xong chạy về luôn, 5 giờ sáng về đến nhà, ngủ được 2 tiếng để đưa anh ấy đi xem phim. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu những bức ảnh thân mật bên con của Tim và Trương Quỳnh Anh không có điểm tương đồng. Theo đó, khoảnh khắc lưu niệm của hai vợ chồng, ngôi sao bên quý tử đều được chụp cùng một hậu cảnh là người đàn ông đứng bên chiếc máy quay tại rạp chiếu phim. Hình ảnh đơn lẻ tình cảm bên con của cặp bố mẹ nổi tiếng được chia sẻ vào thời điểm nghi vấn hôn nhân tan vỡ đang lan truyền, khiến nhiều người cho rằng cả hai đã né tránh chụp ảnh chung, dù cùng đưa con đi xem phim. Bên cạnh đó, một số lý giải cho bức ảnh thiếu hụt thành viên của gia đình Tim và Trương Quỳnh Anh là vì một trong hai người đang bận rộn đứng bấm máy cho đối phương. Trước đó, mối quan hệ của cặp vợ chồng ngôi sao đã khiến nhiều người tò mò. Trong chia sẻ của Trương Quỳnh Anh vào hôm 9 tháng 2 vừa qua, đăng tải hình ảnh vui vẻ hội ngộ cùng MC Kỳ Duyên và bày tỏ tâm tư. Từ trước nay không màng chuyện thế sự, chuyện mình chuyện ta im lặng cho qua, nghệ sĩ cũng có những lần bức xúc riêng của họ và lại trùng hợp đến không ngờ. Ai nói gì tôi không trách họ, vì họ mãi là những người anh hùng phía sau tôi không bao giờ thấy được. Nói gì nói, hôm qua gia đình bác Tám hội ngộ vui quá, đúng là bên nhau quên hết sự đời. Trạng thái của Trương Quỳnh Anh đã gây bão dư luận. Một số người cho rằng mỹ nhân họ Trương đang phân trần ồn ào đời tư, song số khác lại quan tâm tới bức hình nữ ca sĩ không thuộc về em đính kèm dòng tâm sự. Bức ảnh Trương Quỳnh Anh chia sẻ chỉ có 3 người, nhưng khi MC Kỳ Duyên đăng tải cùng một khoảnh khắc tương tự thì lại có thêm sự xuất hiện của Tim. Không nhắc đến ông xã, thậm chí bức ảnh đính kèm còn bị xóa một góc. Điều này đã dấy lên nghi vấn họ Trương cố tình làm mờ sự hiện diện bố của con trai. Thủ môn Bùi Tiến Dũng, tôi viết nhật ký để tự răn mình. Hàng ngày, người hùng của U23 Việt Nam viết câu không được tự mãn để nhắc nhở bản thân sau chiến tích ở giải U23 châu Á. Bùi Tiến Dũng là người hùng của U23 Việt Nam với hàng loạt pha cản phá 11m thành công. Cuộc sống của Tiến Dũng thay đổi thế nào sau khi cùng U23 Việt Nam giành huy chương bạc ở giải U23 châu Á đầu năm 2018? Trước đây tôi đi ra đường chẳng ai quan tâm, bây giờ đi đâu làm gì cũng có người biết. Nhiều lúc tôi đi ăn sáng cũng bị bao vây hỏi han. Vui nhưng cũng có chút bất tiện, sự thay đổi đột ngột ấy khiến tôi bất ngờ. Tuy nhiên tôi luôn tự nhủ phải giữ được đôi chân trên mặt đất, không được mất tập trung trong tập luyện và thi đấu. Bởi sau tất cả mọi chuyện mới chỉ bắt đầu. Tôi vẫn chỉ là một cầu thủ trẻ chứ không phải là ngôi sao hay tượng đài gì cả. Thành tựu còn chưa có gì đáng kể. Anh làm thế nào để giữ thăng bằng cho bản thân? Tôi chọn cách viết nhật ký để cảnh tỉnh mình. Gần đây ngày nào tôi cũng viết và câu cuối luôn là không được tự mãn. Tôi phải nhắc nhở rằng bản thân còn một chặng đường dài phía trước và còn rất nhiều mục tiêu chưa thực hiện được. Ngay tại giải U23 châu Á vừa qua, rất thành công với chiến tích giành huy chương bạc. Nhưng thực chất, tôi còn có điểm chưa tốt. Điển hình như việc kém trong khâu liên lạc với các đồng đội hay nhiều tình huống đọc chưa chuẩn. Tôi biết hiện tại mình còn nhiều yếu kém. Muốn có tương lai tốt cần phải tập luyện nhiều hơn để khắc phục. Sau khi trở về từ Trung Quốc, Tiến Dũng gặp rắc rối khi một công ty truyền thông đưa ra báo giá 1.000 đô làm thương mại cho anh. Điều này ảnh hưởng tới anh như thế nào? Đó là sự cố đáng tiếc, tuy nhiên nó không ảnh hưởng nhiều tới tôi. Bởi về bản chất tôi không làm gì sai trái, cho đến tận khi xuất hiện bản báo giá tôi vẫn chưa ký kết hợp tác gì với công ty đó. Phải lại, không chỉ mình tôi mà một số cầu thủ khác cũng được báo giá như vậy. Chúng tôi là cầu thủ, mong muốn lớn nhất là được tập trung vào chuyên môn của mình. Các vấn đề bên lề, thực sự chúng tôi không chú tâm lắm. Là người hùng của U23 Việt Nam, nhưng trở về câu lạc bộ Thanh Hóa, Tiến Dũng chỉ là thủ môn thứ 3 sau hai đàn anh Bổ Ngọc và Thanh Thắng, cảm nhận của anh như thế nào? Việc cạnh tranh vị trí là chuyện bình thường trong bóng đá. Huấn luyện viên đến từ nền bóng đá chuyên nghiệp, nên ông ấy cũng làm việc rất bài bản và công bằng. Ai thể hiện tốt sẽ được ra sân, chứ không căn cứ vào tuổi tác hay thành tựu. Cơ hội vì vậy chia đều cho tất cả, buộc mọi người phải nỗ lực phấn đấu. Mục tiêu của Tiến Dũng trong năm 2018 là gì? Đó là tập luyện thật tốt, nâng cao chuyên môn để có thể thi đấu thật nhiều trận cho câu lạc bộ Thanh Hóa. Còn ở cấp độ quốc gia, năm nay có ACA và AFF Cup, tôi mong muốn mình có cơ hội thi đấu để tiếp tục mang lại niềm vui cho người hâm mộ.
Hot Girl Sam bị Trường Giang mắng thậm tệ vì không làm nổi điều này. Hot Girl Sam đã tiết lộ sự thật rằng cô bị Trường Giang mắng sau khi làm không nổi điều này, khiến nhiều người ngỡ ngàng. Mới đây nhất, trong một cuộc phỏng vấn, Sam đã có những chia sẻ thẳng thắn xoay quanh sự nghiệp diễn xuất, cũng như mối quan hệ hiện tại giữa cô với Trường Giang. Theo đó, Hot Girl cho biết, vai diễn của cô trong phim Siêu Sao Siêu Ngố là một cô họa sĩ nghèo, lãng mạn và yêu hết mình, dám hy sinh vì tình yêu của mình. Sam cho biết, khi đọc xong kịch bản, cô cũng có chia sẻ với diễn viên Thanh Thúy rằng vai diễn này giống em quá, nhất là tính dám yêu, yêu hết mình và có thể cũng hy sinh vì tình yêu của mình nữa, dám yêu và cũng dám hận. Sau khi bộ phim hoàn thành ra mắt công chúng và gặt hái nhiều thành công, Sam cho biết cô gửi lời cảm ơn đến đạo diễn Đức Thịnh, Trường Giang và diễn viên Thanh Thúy bởi họ là những người đã giúp cô rất nhiều vì cô chưa có nhiều kinh nghiệm trong diễn xuất. Đặc biệt, đây cũng là vai nữ chính trong phim điện ảnh đầu tiên nên Hot Girl gặp rất nhiều áp lực và cũng bị chửi rất nhiều. Thế nhưng, Sam thừa nhận mỗi lần bị chửi như vậy, dù thấy buồn và hơi tủi, nhưng Sam rất biết ơn những điều đó vì Trường Giang rất gò và lo cho vai diễn của cô. Đồng thời, Sam thú nhận danh hài xứ Quảng là bạn diễn mà cô thấy rất có tâm và thương bạn diễn của mình. Sam kể, Trường Giang còn mắng cô rất nhiều là em phải tập trung, người đẹp bày tỏ. Lúc đó cô không hiểu tại sao không thể diễn được, cũng có thể do nhiều chuyện chi phối bên ngoài. Không thể phủ nhận sức nóng của Trường Giang và Sam. Theo thông tin từ phía nhà phát hành cung cấp, bộ phim hài tình cảm Siêu Sao Siêu Ngố của đạo diễn Đức Thịnh đã bán ra hơn 100.000 vé chỉ trong ngày mùng 1 Tết, với mức giá dao động từ 90 đến 120.000 đồng, ước tính phim đã thu về hơn 10 tỷ đồng. Đồng thời với số lượng vé bán ra, bộ phim của Trường Giang và Sam tạm dẫn đầu doanh thu phòng vé trong ngày đầu tiên của năm Mậu Tuất. Thế nhưng, sau thành công của bộ phim, Sam lại vướng nghi vấn là người thứ ba xen vào chuyện tình cảm của Nhã Phương và Trường Giang. Sau khi chia sẻ những hình ảnh thân mật cùng danh hài xứ Quảng, Hot Girl Sam cũng thừa nhận tin đồn hẹn hò của cô và Trường Giang ảnh hưởng không nhỏ tới cặp đôi. Sam thú nhận, cô không buồn vì bị khán giả chỉ trích, nhưng buồn vì tin đồn này đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống cá nhân của nhiều người, có cả mối quan hệ giữa cô, Trường Giang và Nhã Phương. Hơn nữa, cuộc đời cô sợ nhất là người thứ ba, vì vậy cô không bao giờ muốn bản thân trở thành kẻ phá hoại tình cảm của người khác.